Những người giàu nhất trên thế giới bây giờ họ đang làm gì và ở đâu? Một tỷ phú giàu nhất Việt Nam, người ta gọi ông là tỷ phú không tiền, ông tên là Ô Long. Ông Ô Long đã sử dụng 90% tài sản của mình mua 490 chiếc khẩu trang phát miễn phí cho bà con ở xã Mỹ Hiệp nơi ông sinh sống, và ông thực hiện tinh thần yêu nước là ở trong nhà cho hết dịch virus. Tại sao các bạn biết Ô Long là người giàu nhất Việt Nam không? Bởi vì anh có 2 triệu mà anh bỏ ra 1.750.000 rồi còn có 250.000 nữa là hết tài sản của anh là người giàu. Tiếp theo là những người giàu nhất trên thế giới. Các bạn đọc nha, tôi không nói nữa mỏi miệng quá. Những người này là những người giàu nhất thế giới. Họ làm gì trong mùa dịch Covid này? Các bạn vừa đọc vừa nghe nhạc nha. Thôi, chứ nãy giờ là nói đùa đó. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc.